Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ ba ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là các thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Thời điểm hiện tại, dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 đã thu hút được 6 công ty Nhật Bản ký kết đầu tư với tổng vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn mong muốn tỉnh Hưng Yên vào cuộc giải phóng mặt bằng 4 hộ dân và một công ty chưa chấp thuận phương án đền bù, chú trọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tạo điều kiện để tập đoàn tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 4. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn triển khai kế hoạch thời gian tới. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2018-2022 và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ tư. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có trên 350.000 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 92%, trong đó có 82% gia đình văn hóa được công nhận liên tục từ 3 năm trở lên. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho 65 gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực, được cộng đồng dân cư ghi nhận và học tập, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, chiều nay hơn 15.000 thí sinh Hưng Yên tới các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và đính chính thông tin nếu có sai sót. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Hưng Yên có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phòng chứa bài thi, đề thi có camera giám sát 24/24 và hoạt động ngay cả khi mất điện. Các thí sinh sẽ làm bài thi trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6, gồm 3 bài thi độc lập toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ngay trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023, hôm qua Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử quy mô lớn trên phạm vi cả nước và thu giữ nhiều tang vật. Một đối tượng khai nhận, từ năm 2018, qua tìm hiểu đã bắt được việc nhiều người có nhu cầu mua, sử dụng các loại thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật để phục vụ việc thi cử. Đối tượng đã liên hệ với một số đối tượng khác đặt hàng từ nước ngoài qua mạng để mua, lắp đặt kinh doanh các loại thiết bị ngụy trang siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử để kiếm lời. Thời gian qua, đối tượng đã bán hàng trăm bộ thiết bị với giá dao động từ 1 đến 6 triệu đồng một thiết bị tùy loại. Cơ quan chức năng đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Tòa án Quân sự Thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về tội tham ô tài sản. Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 3 cựu thiếu tướng gồm Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy, Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật và cựu Thượng tá Bùi Văn Hòa, cựu Phó Trưởng phòng Tài chính. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá đây là vụ án tham ô tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để cùng tham ô số tiền 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng. Phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản này dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành lần thứ tư, hơn 30 ngân hàng trong nước đã đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm, trong đó mức điều chỉnh mạnh nhất diễn ra tại 4 ngân hàng có vốn nhà nước. Hiện tại, GP Bank và Sài Gòn Bank có mức lãi suất niêm yết cao nhất thị trường giảm về 8% một năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng. Mức lãi suất huy động ở Techcombank, VIB, ACB, Đông Á Bank niêm yết ở mức từ 6,6 đến 6,85% trên năm. 20 ngân hàng tư nhân còn lại có mức lãi tiền gửi từ 7% đến dưới 8% trên năm. Tại một số ngân hàng như OCB, VIB, Sacombank, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng đã giảm xuống mức kịch trần theo quy định mới là 4,75% một năm.
thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ. Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cho vay hỗ trợ lãi suất gần 300 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay bị giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 31. Nhiều chi nhánh ngân hàng đã chủ động liên hệ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ hỗ trợ, nhưng khách hàng, nhất là các doanh nghiệp, có tâm lý e ngại trong trường hợp tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ phải làm việc với các đoàn thanh tra kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính để đáp ứng các điều kiện để vay vốn, tính minh bạch sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng là yếu tố khiến cho nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chưa dễ để chứng minh. Tại nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương xử lý các bất cập trong bán chéo bảo hiểm nhân thọ khi xét duyệt hồ sơ vay vốn. Trước đó, tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 1 tháng 6, một số đại biểu Quốc hội đã nêu lên những bất cập của thị trường bảo hiểm nhân thọ, nhất là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Một số đại biểu đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ có hay không dấu hiệu tội lừa đảo, lừa dối khách hàng. Nếu có thì đề nghị khởi tố điều tra. Một cục sạc dự phòng đã vừa phát nổ tại một phòng trọ ở phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo xác minh của cơ quan chức năng, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 6 tại một phòng trọ ở phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên. Nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ cục sạc dự phòng được cắm sạc liên tục trong nhiều giờ. May mắn, vào thời điểm xảy ra sự việc, bên trong phòng trọ không có ai nên không gây thương vong. Tiếp tục với phần tin quốc tế, chính quyền một số bang của Mexico đang có kế hoạch kết thúc năm học 2022-2023 sớm hơn dự kiến do nắng nóng cực đoan vẫn tiếp diễn. Thống đốc bang Nuevo León cho biết các cơ sở giáo dục tại bang này sẽ kết thúc năm học vào ngày 29 tháng 6 thay vì ngày 19 tháng 7 theo quy định của Bộ Giáo dục. Hiện nhiệt độ tại bang vẫn duy trì ở mức 47 độ C, cho dù đợt nắng nóng thứ ba tại nước này kể từ đầu năm nay đã chấm dứt vào cuối tuần qua. Thống đốc bang nêu rõ, việc kết thúc sớm năm học nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh, sinh viên. Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của giới chuyên gia y tế, phụ huynh học sinh, giáo viên và các tổ chức công đoàn trong ngành giáo dục. Ngoài Nuevo León, một số bang khác cũng đang cân nhắc đưa ra quyết định tương tự. Nhân ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy 26 tháng 6, giới chức Thái Lan và Myanmar đã tổ chức tiêu hủy một lượng lớn ma túy có trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan ngày 26 tháng 6 đã tiêu hủy số ma túy trị giá khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Số ma túy bị tiêu hủy bị tịch thu trong 192 vụ án. Lô hàng ma túy đã được đốt theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ để đảm bảo không có chất độc hại hoặc sản phẩm phụ nào thải ra môi trường. Cùng ngày, Myanmar cũng đã tiêu hủy một lượng lớn ma túy trị giá khoảng 446 triệu đô la Mỹ bị tịch thu sau các chiến dịch phòng chống ma túy trên cả nước. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060, Trung Quốc vận hành nhà máy sản xuất năng lượng sạch, tích hợp năng lượng mặt trời và thủy điện trên cao lớn nhất thế giới. Nhà máy năng lượng sạch ở độ cao 4.600 m tại tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Điện do các tấm pin mặt trời tạo ra sẽ được kết nối với nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu cách đó 50 km, công suất lắp đặt 3 triệu kW, tích hợp vào lưới điện thông qua đường dây tải 500 kV. Công suất phát điện trung bình hàng năm của nhà máy là 2 tỷ kWh, có thể đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của 700.000 hộ gia đình, đồng thời giúp tiết kiệm hơn 600.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm hơn 1,6 triệu tấn khí thải carbon dioxide. Brazil được biết đến là đất nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Để giới thiệu đến bạn bè quốc tế món đồ uống ấn tượng này, cuối tuần qua lễ hội cà phê đã được tổ chức tại thành phố Sao Paulo xinh đẹp, thu hút đông đảo người quan tâm. Mặc dù vé vào cửa cũng như giá đồ uống các loại sản phẩm từ cà phê không hề rẻ, nhưng nhiều tín đồ cà phê tại Brazil cũng như trên khắp thế giới vẫn đổ về đây để thưởng thức hương vị đặc biệt. Lễ hội cũng giới thiệu sự phát triển của nền văn hóa cà phê lâu đời của đất nước Brazil qua từng thời kỳ. Có 100 gian hàng của các doanh nghiệp trên khắp Brazil đã tham gia lễ hội. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.